Ngày hôm nay, bên Los Angeles đưa ra một bắt buộc mới. Những cái người vô trong tiệm mua đồ phải cần đưa ra chứng minh mình đã chích thuốc ngừa rồi hoặc là không có bị nhiễm COVID-19. Không phải chỉ riêng ở những quán bar, club và những cái chỗ tiệc tùng lớn. Và cũng cộng luôn ở bên trong của những nhà hàng, những chỗ tập thể thao, những cái chỗ trong shopping mall. cả luôn những chỗ tiệm nail, cả luôn chỗ coi phim, cả luôn những cái chỗ tiệc tùng gì lớn. Đó là bắt đầu vào tháng 11 ngày 4 tây. LA joining New York to become one of the strictest cities in the nation. LA bắt đầu giống như ở New York, một trong những thành phố ở trên Hoa Kỳ rất là căng thẳng về cái chuyện COVID-19. Hair stylist Fred Hertz knows he may lose customers, but he sees the new rules as a way out of the pandemic. Now, ông này ở tiệm tóc thì ông nói có lẽ làm như vậy ông sẽ mất những cái người vô trong tiệm. Nhưng mà cái cách này là cái cách để mà đi ra khỏi cái chuyện mà không còn bị đại dịch nữa.

và trong lúc này đại dịch thì vẫn tiếp tục như vậy weeks, gần cả tuần vừa qua ở trên hoa kỳ thì cũng có người ta đứng ra biểu tình biểu tình là nói là bắt buộc phải chích thuốc ngừa thì không được có nhiều người họ thà mất công ăn việc làm họ cũng không chịu chích thuốc ngừa. Tonight, not... Ngày hôm nay, tố người nữa cũng bị thêm cái chuyện này có thể bị mất công an việc làm, còn bị nhiều chuyện khác nữa. Colorado, cô này ở bên Colorado, thận cổ bị vấn đề. As as so... Và cô ta không thể nào đi thai thận được. Cổ phải cần chích thuốc ngừa rồi cái người mà có thận đưa cho cô đó cũng phải cần trí tốt ngựa thì mới được thai thận. Hiện tại là không có mẫu sẽ gì được hết. Giống như tôi đang bị uh, kẹt lại như vậy. Và của nhà thương cho cô Lonnie trong vòng 30 ngày. Và cái người mà đô nấy cho cái thần vô cổ đó cũng phải cần chích thuốc ngựa luôn thì mới được đi mẫu. Be from the list. The hospital... Và nếu không làm như vậy thì nhà thương sẽ lấy tên của cô ta ra. Out that are to get Và theo nhà thương nói cho biết tất cả những người mẫu sẽ trong nhà thương thì phải cần chích thuốc ngừa của COVID-19 và giới tỷ như người đó mà bị nhiễm COVID-19 và có thể bị nằm trong nhà thương nặng và cũng có thể chết. Và cái cơ hội mà có thể bị chết như vậy là 32%. Và cô này đó, là cổ không có muốn chích thuốc ngừa của COVID-19. Và cái người mà Do cổ cái thần cũng vậy, nói là không có muốn chích thuốc ngừa của COVID-19. Tại vì theo cái đạo của họ, họ không muốn chích thuốc ngừa của COVID-19. Và cổ nói tại sao không cho cổ tự lựa chọn. Còn đây là cái sức khỏe của cổ đó. Ngày hôm nay về con việc này thì nó đang giảm xuống. Ready this lives lost to COVID in trong năm 2021. Số người đã chết về COVID-19 tính tới như bây giờ là có 353.000 người. Vào năm 2020 thì ít hơn năm nay nhiều. Federal health officials out with a new PSA campaign. Đây là những người y tá họ đưa ra nói cho chúng ta biết về cái chuyện của COVID-19. Và đây là những người mà còn sống sót sau khi bị nhiễm COVID-19. Họ nói cho mình biết. Tôi đây đã nằm trong nhà thương 76 ngày rồi. Trong nhà thương họ nói là tôi chỉ có 5% còn sống sót thôi. Tôi đây khuyến khích mọi người nên chích thuốc ngừa của con Việt Nam Thiên để tự bảo vệ cho mình. Đây là không phải một trò chơi.